Như xin thân ái kính chào quý khán thính giả của VNTV Houston 55.2. Thưa vị, thì đã lâu lắm rồi Tuyết Nhi mới có dịp ngồi tiếp chuyện với anh Lãng Nguyễn, chủ nhân của công ty Direct Furniture. Tuyết Nhi chào anh Lãng. Hay mến chào Tuyết Nhi, cũng như là kính chào quý khán giả của đài VN cũng như là quý khách hàng của công ty Direct. Thưa anh Lãng, thì trời Houston của mình năm nay và đặc biệt là ngày hôm nay, Tuyết Nhi thấy hình như là đã vào thu rồi. Thì mùa thu kế tiếp đi là cũng như là sẽ đem đến cho chúng ta những mùa lễ. Thì không biết những mùa lễ năm nay công ty Direct Furniture anh Lãng có gì đặc biệt cho quý vị khán giả không? Chắc chắn rồi Tuyết Nhi, trước khi vào những mùa lễ thì công ty Direct của mình luôn luôn có những cái chương trình sale đặc biệt, những phần quà, nhưng mà Lãng sẽ dành cái đó cho phần sau cùng của Sao cái cuộc cùng nói chuyện ngày hôm nay. Tuyết Nhi thì vô là cứ nghĩ cái gì sale là Tuyết Nhi thích lắm, muốn đem đến cho quý vị khán giả biết liền, tại vì nôn nức quá. Nhưng mà anh Lãng nó thôi dành lại một hơi nữa, gần kết thúc buổi phỏng vấn thì Lãng sẽ cho quý vị khán giả biết. Nhưng mà nếu mà nói về hàng sale thì Tuyết Nhi nghĩ là quý vị khán giả đã ủng hộ công ty Direct rất là nhiều. Thành ra về những cái hội đoàn hay là những cái nhà thờ hay là chùa gì cái quỹ thì hầu như anh Lãng đều ủng hộ lại cho quý đồng hương, có đúng không anh Lãng? Đúng rồi Tuyết Nhi, cái đó là công ty Direct của mình thay mặt khách hàng của mình làm việc đó. Giống như là khi mà khách hàng mua hàng của công ty Direct đó Tuyết Nhi, thì mình chắc chắn là mình có lời, thì mình sẽ trích ra những phần lời nào đó để mình gom góp lại cho cộng đồng của mình, để làm cho cộng đồng của mình một mạnh hơn, một vui hơn. Cũng như em Tuyết Nhi thấy là một cái tu viện ở tiểu bang khác mà cũng tới thành phố Houston mình để làm bữa cơm gây quỹ. Có nghĩa là tình thương của thành phố Houston mình, của những người ở thành phố Houston, những người Việt ở thành phố Houston của mình rất là bao la, cho nên là cũng ngoài chuyện mà giúp đỡ hay là cúng dường cho những cái chùa ở gần đây, thì người Houston của mình cũng là mở lòng ra cho những cái chùa của những thành phố, những tiểu bang khác. Thì thay vì anh Lãng nói là những phần quà mà anh Lãng gửi đến cho những cái buổi từ thiện cộng đồng đó thì cũng là tiền của quý vị khán giả, quý vị đồng hương Houston đã đến ủng hộ Direct, thì Direct trích ra một phần tiền lời thì ủng hộ lại cho quý đồng hương. Bây giờ vào một cái chương trình talk show ngày hôm nay thì cái vấn đề chính Tuyết Nhi thấy là hầu như là cái chương trình talk show của anh Lãng với Tuyết Nhi là được phát sóng mỗi ngày trên VNTV. Thành ra quý vị khán giả cũng phần nào là biết nhiều đến công ty Direct. Thì không biết là vào đặc biệt là mùa thu và sắp tới là những ngày lễ, thì công ty Direct có những mặt hàng nào thay đổi không anh? Hay là tại vì quý khán thính giả xem trên đài VNTV hầu như mỗi ngày đều có talk show của Direct, thì bây giờ đáp lại cái đó thì công ty Direct có những mặt hàng nào mới lạ để phổ biến đến quý vị khán giả không anh? Có Tuyết Nhi, cảm ơn Tuyết Nhi. Và thưa quý vị khán giả của VNTV cũng như quý khách hàng của công ty Direct của mình, Lãng muốn dành cái phần nội dung chính của phần talk show của công ty Direct của mình là mang đến những tin tức mới cho quý khách hàng cũng như là quý đồng hương của mình, chứ không phải là chỉ là mang lại những cái sale thôi. Thì sale thì lúc nào chắc chắn là công ty nào cũng có rồi, nhưng mà những cái tin tức là những cái mà quý khán giả cần thiết. Ví dụ như là nệm Tempur-Pedic là một hiệu nệm, Tuyết Nhi, là nổi tiếng nhất trên thế giới mà ai cũng biết hết và ai cũng thích hết. Nhưng mà nệm Tempur-Pedic đó cũng không có nghĩa là lúc nào là cũng hoàn hảo, cho nên là Tempur-Pedic mới vừa ra hai cái model để more perfection, tức là more làm cho nó thêm được yêu thích hơn. Thì giống như là cái gì cũng vậy, xài hoài thì người ta cũng chán, cũng phải có một cái gì đó mới lạ mắt, với lại cái sử dụng nó phải càng ngày nó phải tăng tiến hơn không lại. Đúng rồi Tuyết Nhi, thì nói tới cái nệm Tempur-Pedic cũng như nói tới mấy cái là những cái nệm để làm cho người ta ngủ thì nhiều người thích, cũng như nói tới mấy cái túi đeo chẳng hạn, ví dụ như cái LV hay là cái Chanel thì phụ nữ thích nhiều, đúng không? Đúng. Thì nó là một mặt hàng nổi tiếng giống như vậy đó. Thì công ty Direct mình mới vừa được mang về mà hai cái mẫu nệm mới của hãng Tempur-Pedic. Mà hai cái mẫu này đó, mẫu thứ nhất đó, tên của nó là Rhapsody Breeze. Cái Rhapsody là một hiệu nệm của Tempur-Pedic cũ, nhưng mà người ta mới ra một tên nữa là Rhapsody Breeze. Cái này á, là chính của nó đó là làm cho mình nằm mình được mát hơn. Tại vì nệm Tempur-Pedic thì nhiều người thích, nhưng mà cũng có một số người nói là nằm nệm Tempur-Pedic thì bị nóng, Tuyết Nhi biết không? Không phải ai cũng thích hết. Ví dụ như 100 người nằm thì cũng có một vài người nói là hơi bị nóng. Nhưng mà dù là bị nóng nhưng mà họ nằm họ ngủ ngon và họ bớt đau lưng thì họ vẫn nằm. Nhưng mà nệm Tempur-Pedic mới vừa ra cái model này làm Rhapsody Breeze thì làm cho nó mát hơn.
Thì đó là một cái tin mới rất là tốt cho quý đồng hương mà thích nệm Tempur-Pedic nhưng mà sợ nó bị nóng, thì Dạ. có thể thử qua cái nệm đó. Dạ đúng, dạ. Và một cái nữa đó, thứ nhì là một cái gọi là weightless select hoặc là weightless supreme, đó là cái tên của cái nệm Tempur-Pedic mẫu thứ nhì mà vừa được ra. Thì nệm Tempur-Pedic đó, khi mà mình nằm xuống đó thì người mình xếp vào trong cái nệm, Dạ tức là giống đúng, như là mình nằm nó yên vậy nằm đó. yên á, dạ. Thì đối với những người trẻ như Tuyết Nhi hoặc là trẻ hơn Lãng hoặc là như Lãng thì có thể là ngồi dậy dễ dàng mỗi khi mà mình nằm xuống rồi mình muốn ngồi dậy. Nhưng mà đối với những người tiêu thụ nệm Tempur-Pedic như những cô bác mà lớn tuổi, ví dụ như 70 tuổi, 75 tuổi, khi mà lớn tuổi rồi đó thì khi mình nằm xuống mình ngồi dậy nó khó hơn là bình Dạ thường. đúng, dạ. Thì cái nệm này á, nó làm cho nó có cái độ bounce, tức là có độ đàn hồi lên, thì khi mà mình nằm xuống mà lúc mà mình ngồi dậy á, thì mình sẽ được ngồi dậy dễ dàng hơn. Vậy là cái niệm này nó giúp mình ngồi dậy dễ hơn. Đúng rồi, Dạ. đó là hai cái điểm yếu của Tempur-Pedic mà Tempur-Pedic mới vừa khắc phục qua hai Dạ. cái mẫu nệm mới này. Dạ. Thì nếu mà những người khách hàng mà đã thử qua nệm Tempur-Pedic từ trước mà có những cái điểm đó mà mình không thích đó, thì bây giờ trở lại để thử qua hai mẫu nệm này chắc chắn sẽ được cái Dạ, nếu ý thích mà hơn. Tempur-Pedic đã cải tiến được hai cái lỗi mà hồi đó họ chưa có đáp ứng được cho quý vị khán giả cũng như là quý người tiêu thụ, thì bây giờ Tempur-Pedic đã làm ra được hai cái mà như anh nói Hai là cái một mẫu cái mẫu mới. mới. Cái mẫu thứ nhất đó là giúp làm mát cũng như là làm thông hơi ở cái lưng mình. Tuy nhiên được biết hầu như nếu mà Tuyết Nhi thì rất là dị ứng ngủ những cái nệm nào mà mình nằm mà nó không có được mát lưng hoặc thông cái hơi á, thì cái lưng mình sẽ phụ nữ mà anh hay bị nổi những Đỏ cái đỏ đỏ lên phải không? đỏ, nó giống như dị ứng đỏ đỏ thì cái đó không có Là tốt ngày Tuyết mai Nhi. mặc áo hở lưng không được đúng Đúng không? rồi, mặc đi tiệc là không giống bạn, lúc nào phải lấy tóc xõa ra, tại bạn thì cái lưng con gái đẹp nhất là cái lưng mà nó bị như vậy thì không có đẹp nữa. Thành ra cái niệm Tempur-Pedic này giúp cho chúng ta là làm mát và cái phần lưng của mình thì nó có những cái đồ hệ thống thông hơi. Và cái thứ hai của Tempur-Pedic là nó có cái sức đẩy để ngồi dậy, giống như những người lớn tuổi mà nằm xuống thì người trẻ như mình thì ngồi dậy cái dễ dàng, nhưng mà những người lớn thì cũng khó, rất là khó ngồi dậy. Thì hai cái mẫu này nó có hơn chênh lệch về cái giá tiền với mẫu trước không Thật anh? ra Tuyết Nhi trước khi Lãng trả lời về giá của cái hai mẫu này đó, Lãng có một lời khen cho Tuyết Nhi là rất là bén nhạy. Lãng mới nói qua có một lần thôi mà đã thấu hiểu như vậy rồi. Nếu mà tất cả những người mà nghe chương trình này mà hiểu được giống như vậy, nhanh giống như vậy đó, thì rất là tốt cho cái hãng Tempur-Pedic. Tại vì đây là hai cái điểm trước đây đó, nó không phải là điểm hoàn hảo của Tempur-Pedic. Mặc dù nó có hàng hàng ngàn những cái điểm khác hoàn hảo, nhưng mà Dạ. dù có hai cái điểm này không làm cho nó bớt hoàn hảo. Dạ đúng, dạ. Nhưng mà mặc dù là ra hai cái nệm mới như vậy đó, nhưng mà cái mẫu với giá tiền của nó không có cao. Dạ. Cái Rhapsody Breeze là giá của nó king size là 4.500 đồng. Dạ. Cái Rhapsody cũ là 4.000 đồng. Và cái Allura, tức là cái mà tên trên Dạ. cái Rhapsody Breeze là 5.000 đồng. Cho nên nó nằm khoảng trong giữa hai cái nệm Dạ đó, đúng, dạ. thì nó cũng không có cao gì mấy. Và cái weightless thì giá của nó từ 2.000 cho tới 2.700 đồng, thì nó Dạ. nằm trong cái khoảng entry level giá của Tempur-Pedic, Dạ. mà như vậy là rất là tốt. Để tiếp tục nữa đó Tuyết Nhi, thì công ty direct của mình, như Tuyết Nhi vừa vô đây ngày hôm nay đó, thì Tuyết Nhi sẽ thấy là trên 20, tổng cộng 20 bộ sofa, bàn ăn và giường kiểu mới. Dạ. Thì trước khi Lãng nói thì nãy Tuyết Nhi vô, Tuyết Nhi có hỏi Lãng một câu hỏi mà không biết là ở đây có thể chia sẻ được quý vị khán giả hay không. Cái này là câu hỏi thật tình của Tuyết Nhi, tại vì Tuyết Nhi cũng đã đi những cái furniture mà của Mỹ đó anh Lãng, thì Tuyết Nhi thấy họ bán những cái ghế sofa của Ý rất là đắt, mà vô direct thì thấy bán rẻ. Nhưng mà khi mà cái điều mà trong khi mà mình thấy rẻ thì cái người Việt mình cứ nghĩ là cái chất lượng nó không tốt, đúng không anh? Cái gì cũng vậy, cũng giống như một cái sản phẩm này mà chỗ khác bán 7-8 ngàn, cũng một sản phẩm như vậy mà người Việt mình bán nửa giá coi như là 3 ngàn, thì cái trong đầu tự nhiên lúc nào cũng nghĩ chắc có thể là cái sản phẩm này nó cũng không có quality bằng cái sản phẩm của người Mỹ thì cái giá nó mới rẻ. Thì bây giờ anh Lãng có nào cho tự nhiên biết là ví dụ như ở đây Lãng có những bộ sofa gia Ý, thì những cái bộ sofa gia Ý nó chất lượng có giống như những bộ sofa gia Ý của công ty Mỹ bán không ạ? Thì để trả lời câu hỏi của Tiến Nhi cũng như quý vị khán giả, nếu mà có những cái thắc mắc hoặc là những suy nghĩ về những cái bộ sofa gia ý mà công ty direct của mình đang bán đó, thì trước đây đó Tiến Nhi, khi mà công ty direct mình mở ra đó, khoảng 3 năm đầu tiên của công ty direct mình mở ra, thì có những bộ sofa kiểu ý Kiểu mà ý, không phải là gia gia ý, ý, dạ. những bộ sofa kiểu ý và bằng da nhưng mà không phải là gia ý,
hoặc là da nhưng mà chất lượng thường thôi chứ không phải Dạ. là chất lượng tốt. Nhưng mà Ý nó làm, nước Ý họ làm ra những cái sản phẩm về da nổi tiếng trên thế giới, và những bộ sofa da mà công ty Direct mình đặt hàng á, là da Ý 100% và Tier 5 tức là loại tốt nhất của da Ý. Yeah. Thì những bộ sofa này á, mình bán gần như là nửa giá so với thị trường. Lý do là tại vì mình chấp nhận mình lời ít thôi nhưng mà mình bán nhiều, thì với cái số lượng bù đắp lại thì mình sống được thoải mái, mà bà con mình cũng tìm được Được cái mặt hàng những mặt tốt. hàng tốt. Dạ. Cho nên là Lãng thật sự là cảm ơn cái sự ủng hộ của quý khách hàng trong vòng 8 năm bước qua năm thứ 9 này rồi, giúp cho công ty Direct của mình bước từ một bước rất là nhỏ mà bây giờ đã bước lên được gần như là bước thứ 10 rồi. Thì đó là nhờ sự ủng hộ của quý khách hàng. Công ty Direct của mình gom góp mỗi ngày mỗi tí, order những cái mặt hàng rất là tốt, chất lượng cao. Quý vị cứ tới đây, ví dụ như 3 năm, 5 năm rồi mà chưa có tới công ty Direct mình á, thì vui lòng cứ ghé ngang qua ngồi xuống những bộ sofa da của Ý 100% và coi thử cái chất lượng nó như thế nào. Dạ, mà tôi Duy được biết thì một cái công ty mà muốn order những cái mặt hàng của Ý bán là họ cũng phải xem xét mình rất kỹ với lại chứ họ đâu có phải mà ai muốn order là order phải không? Đúng rồi Tuyết Nhi, không phải là mình có tiền là mình gọi điện thoại mình nói bây giờ mình muốn order một container, hai container. Dạ. Những bộ sofa này đó, Tuyết Nhi biết là mình không thể nào mình gọi mình order một bộ hai bộ được. Dạ. Mình order ít nhất là một container, tức là khoảng 20 bộ họ Dạ. mới làm cho mình, tại vì họ không có Wow. warehouse ở đây. Dạ. Những cái bộ sofa da Ý này á, warehouse của họ là ở bên nước kia. Thì Dạ. khi mà họ làm rồi là họ bỏ vô container, họ xuất xuất cảng qua cho mình Dạ. một lần một container, chứ mình không thể nào mua một bộ hai bộ được. Dạ. Mà khi mà họ bán cho mình đó, họ phải biết mình là một công ty đã có tên tuổi trong cộng đồng người Việt của mình Dạ. và có uy tín, tại vì những sản phẩm của họ đưa cho mình đó là mình là đại diện cho họ, một cái hãng rất là lớn. Những cái mình hiện giờ đại diện cho ba hãng lớn là gia Ý đó, cái gì Wow. Vậy đó là ngoài sofa thì mình có những bàn ăn hay là những cái gì mới luôn anh Lạng? ngoài sofa ra da ra đó, Tuyết Nhi biết thì những bộ giường của Ý 100% công ty Direct mình chưa bao giờ có trong vòng 8 năm vừa rồi. Mình có những bộ giường kiểu Ý làm ở những nước khác, nhưng mà bây giờ là mình mang về những bộ giường của Ý Làm ở Ý luôn. làm ở Ý luôn. Dạ. Thì những bộ giường này thông thường những người khách hàng mà muốn mua những bộ giường này thì phải đến ví dụ như Cantoni chẳng hạn Dạ. để tìm thì mới có được. Một bộ không bao giờ dưới 10.000 đồng hết. Dạ. Mà công ty Direct của mình thì ngay bây giờ đã có những bộ giường này ở đây. Quý vị có thể đến để nhìn coi thử những bộ giường này nó đẹp như thế nào và coi thử nó phù hợp với ý thích của mình hay không. Dạ, wow. Thì quý vị thấy là công ty Direct cũng nỗ lực hết sức để đem đến cho đồng hương của mình những cái sản phẩm tốt nhất và mình có thể có nhiều lựa chọn hơn cho cái căn nhà của mình. Nếu mình có tiền nhiều thì mình có thể sắm được những bộ sofa da Ý mà xài đúng chất lượng của Ý mà giá tiền thì rẻ hơn với những công ty của Mỹ. Thì đó là những gì nỗ lực của công ty Direct đem đến cho quý vị đồng hương hiêu sinh của chúng ta. Thì bây giờ là cái phần mà hồi nãy giờ anh Lãng hứa là đến cuối chương trình anh Lãng sẽ cho quý vị khán giả biết là anh Lãng có những mặt hàng sale nào trong những dịp lễ sắp đến anh Lãng. Rồi cảm ơn Tiểu Nhi. Lạng bây giờ thì Lạng chuẩn bị để nói về chương trình đó, thì nó không có nhiều gì mấy, nhưng mà trước khi Lạng nói cái chương trình sale đó thì Lạng có một món hàng nữa là một cái tủ thờ. Nó không phải là cái gì mới hết, nó đã có mặt ở công ty Direct mình 3 4 năm nay rồi, và có một thời gian nó không có, nó mình hết hàng và mình không có đưa về kịp. Thì ngay bây giờ mình đã có những cái tủ thờ này là theo kiểu Âu, nó không phải là theo những cái tủ thờ kiểu Trung Quốc. Tại vì khi Tuyết Nhi biết cái bàn thờ nhà mình đó, ví dụ như nhà nào không thờ thì thôi, nhưng Dạ. mà nếu mà có một cái bàn thờ thì nó phải linh chỗ, một cái chỗ linh thiêng nhất Dạ trong nhà đúng. mình. Dạ. Thì đầu tiên hết là mình phải có những cái tủ mà theo ý thích của mình, chứ không phải những cái tủ mà mình mua tại vì mình không có lựa chọn mình phải mua. Ví dụ Dạ. như cái tủ kiểu Trung Quốc chẳng hạn, Dạ. thì người Việt Nam mình đầu tiên đã ngay bây giờ là đã không thích Trung Quốc bao nhiêu. Mỗi hàng Dạ. tuần là bà con đều đi biểu tình hết, Dạ. tại vì họ chiếm đất chiếm chiếm biển của nước Việt Nam mình. Dạ. Thì những cái đó là những cái mà không hay gì mấy, Dạ. nhưng mà mình lại đem những cái tủ thờ kiểu của Trung Quốc về mình để trong cái bàn thờ nhà mình là nghĩ là một cái điều mà không ai muốn hết. Nhưng Dạ. mà nếu mà không có chọn lựa thì họ phải Họ phải mua mua, một cái tủ dạ. thờ. Nhưng mà công ty Direct của mình thì mang về cái tủ thờ gỗ xẻ, tức là gỗ mà bằng cây xẻ ra, Dạ. rất là tốt, và kiểu thì nó không có màu mè gì mấy, nó vừa với những cái vật dụng furniture mình để trong nhà của mình.
Thì nếu mà ai có tủ thờ đó Tuyết Nhi, thì bà con mình cứ đến công ty Direct mình coi những cái tủ rất là đơn giản, gỗ tốt, và mình có thể hòa nhập với những cái furniture khác ở trong nhà của mình. Và để tiếp tục thì những cái phần sale của công ty Direct của mình đó, thì Thị thấy là sale nhiều quá, anh lại phải viết một cái tờ giấy về cho quý vị bạn không? phải viết ra một một tờ giống như vậy. Thì cái tờ này thì nội dung nó nhiều, như những nội dung thì nó không bao nhiêu hết, thì Lãng sẽ chia sẻ rất là nhanh. Đầu tiên hết là những bộ giường mà của Ý, hoặc là những bộ giường kiểu Ý tại công ty Direct của mình, thì trong cái mùa lễ mà sắp tới đây đó, thì quý vị đừng có chờ mà tới ngày lễ Thanksgiving hoặc là tới ngày lễ Christmas rồi mới đi mua hàng, thì lúc đó là quá trễ để sắm sửa trong nhà của mình. Dạ đúng Cho rồi. nên phải sắm sửa ngay từ bây giờ. Thì những cái bộ giường này á, thì công ty Direct của mình tặng lên đến 2.000 đồng, tức là những cái bộ giường mắc nhất trong tiệm của mình á, là 8.000 đồng, thì quý vị sẽ được 2.000 đồng để mua nệm. Và những cái bộ giường mà ít tiền hơn đó, thì quý vị sẽ được 25%, tức là 25% của giá trị của bộ giường. Ví dụ như một bộ giường là 4.000 thì quý khách sẽ được 1.000 đồng để mua nệm. Là một cái sale thứ nhì nữa đó. Cái sale thứ nhì này là không phải của công ty Direct mà là của hãng Tempur-Pedic đưa ra, là mình có thể save, tức là mình có thể tiết kiệm lên đến 600 đồng cho cái close out Tempur-Pedic với lại cái adjustable, tức là giường điều chỉnh lên cao thấp đó, quý vị có thể điều chỉnh, có thể tiết kiệm được tới 600 đồng. Và một cái thứ ba nữa đó là tất cả những bộ nệm mà King Coil, rồi King Down, rồi Laura Ashley, và nhiều nhiều hiệu nệm memory foam khác đó, thì quý vị sẽ được tiết kiệm 50% và sẽ được tặng thêm một cặp gối nữa để mình nằm. Và cái thứ tư đó là những bộ sofa da Ý mà như nãy giờ Tuyết Nhi mới nhắc tới đó, thì công ty Direct của mình sẽ giảm giá 50%. Tức là ví dụ như một bộ sofa da Ý là 8.000 đồng thì quý vị sẽ được mua với giá là chỉ có 4.000 đồng thôi, và được tặng thêm 1.000 đồng để mua nệm. Mình muốn mua nệm gì thì mình mua 1.000 đồng đó, mình có thể mua được một tấm nệm rất là tốt, hoặc là mình có thể bù vô một tấm nệm mà mình dream, tức là mình thật sự muốn mua. Thì ví dụ như mình mua một bộ nệm khác 3.000 đồng chẳng hạn, rồi mình mua bộ sofa này 4.000, thì mình chỉ trả tiền có bộ nệm kia chỉ có 1-2.000 đồng thôi. Thì những cái sale này là những cái rất là đặc biệt mà Lãng sẽ chia sẻ với quý vị, và quý vị có thể mua ngay từ bây giờ cho đến Christmas, chứ không cần phải chờ cho tới lễ Christmas hoặc lễ Thanksgiving. Thì nó cũng chỉ vậy thôi, tại vì cái này là cái lớn nhất trong năm, mà năm rồi đó Tuyết Nhi mình cũng có làm một lần và mình sold out những cái bộ giường luôn, tức là trong kho chỉ có khoảng 60-70 bộ giường đó, mà trong vòng 2 tháng là bán hết. Thì nếu mà những quý vị mà có dự định mua giường hoặc mua nệm hoặc mua sofa, thì đây là một cái dịp tốt nhất để cho mình có thể mua mà được tận hưởng những cái phần quà giá trị lớn nhất mà công ty Direct làm hàng năm. Mỗi năm chỉ làm có một lần trong cái dịp lễ lớn này thôi. Thì một cái nữa đó là Tuyết Nhi biết những cái bộ bộ sofa, bộ bàn bằng đá hoặc là bằng gỗ mà của Ý trong tiệm đó, thì quý khách hàng có thể mua với cái giá thấp nhất trên thị trường và được tặng một cái tivi 50 inch hoặc là một cái iPad, tức là một trong hai. Và cái này là cái rất là đặc biệt nè Tuyết Nhi. Cái tủ lạnh Samsung 4 cửa mà giá ngoài thị trường là 3.200 đồng. Hoặc là cái tivi LG 32 inch LCD giá của thị trường là 400 đồng, mà quý khách chỉ trả cho cái tủ lạnh đó là 1.998 đồng, hoặc là chỉ trả cho cái tivi đó là 198 đồng. Lặp lại là cái tủ lạnh đó chỉ trả là 1.998 đồng cho cái tủ lạnh Samsung 4 cửa model mới nhất, giá của thị trường là 3.200 đồng, hoặc là cái tivi LG 32 inch chỉ có 198 đồng. Nhưng mà cái này là dành cho những khách hàng đang mua đồ tại công ty Direct. Đang mua đồ, tức là khi mình mua vô trong công ty Direct, mình mua bộ sofa hoặc là bộ giường hoặc là bộ nệm hoặc là bất cứ cái gì đó mà về furniture ở trong công ty Direct của mình, thì mình có quyền mua cái tủ lạnh này với giá chỉ có 1.998 đồng, là chưa bao giờ có trên thị trường hết đó Tuyết Nhi.
Vâng, và thú vị thì tôi nhìn thấy là công ty Direct có nhiều những mặt hàng sale quá, thành ra quý vị không cần phải đến những ngày lễ như Thanksgiving và Christmas quý vị hãy mới đi mua. Bây giờ quý vị có thể đi mua cũng chưa muộn, tại vì hàng sale bắt đầu từ hôm nay rồi chứ không phải là Công để nhận. sau Thanksgiving mới sale. Nếu mà quý vị nào có những nhu cầu muốn tăng trang lại nhà cửa của mình hoặc muốn tìm cho mình những tấm nệm như là Tempur-Pedic mà hai loại mới bây giờ, thì quý vị có thể đến liên lạc với công ty Direct, số phone là 281-495-3333. Chương trình của chúng ta thì cũng sắp kết thúc rồi. Anh Lãng có những điều gì muốn nhắn nhủ đến quý đồng hương của mình không? À, cảm ơn Tú Nhi. Trước khi Lãng chia sẻ những lời cuối trong chương trình này thì có hai món hàng nữa Lãng muốn chia sẻ với quý khách hàng Tú Nhi. Thứ nhất là một cái máy giảm cân của Dr. Fuji mà mọi người đều yêu thích. Công ty Direct mình đã bán trên 300 cái rồi trong vòng một năm vừa rồi. Và một cái nữa là một cái ghế massage cũng của Dr. Fuji luôn. Thì cái ghế massage của Dr. Fuji đó trong thời gian lễ này thì công ty Direct của mình sẽ giảm 3.000 đồng và sẽ tặng một cái TV 60 inch hiệu LG. Và cái máy giảm cân của Dr. Fuji thì quý vị chỉ trả có 59 đồng một tháng trong thời gian 36 đến 48 tháng và được tặng thêm một cái dây bèo tăng mỡ bụng nữa, Tuyết Nhi. Và trước khi rời rời làn sóng đó Tuyết Nhi cũng như là quý vị khán giả của VNTV thì Lãng xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ công ty Direct của mình hơn 8 năm vừa qua. Công ty Direct của mình lớn mạnh như vậy. Công ty Direct của mình làm những chương trình tặng quà cho những hội đoàn hoặc nhà thờ hoặc chùa, là đó cũng là công sức của tất cả quý khách hàng của mình chứ không phải riêng gì của công ty Direct của mình. Lãng chỉ đại diện quý vị để làm việc đó, cho nên là hãy tiếp tục ủng hộ công ty Direct của mình. Công ty Direct của mình như tất nhiên biết không, Lãng nói là người con của cộng đồng người Việt mình ở đây, là giống như là cộng đồng người Việt của thành phố Houston đẻ ra Nuôi công công ty Direct, ty Direct đẻ ra rồi nuôi lớn lên, nha. thì công ty Direct của mình lúc nào cũng luôn đứng bên cạnh quý vị, đem tới những cái mới nhất cho quý vị, đem tới những giá thành thấp nhất cho quý vị và những chương trình trả góp dài hạn nhất, ví dụ như là 5 năm không có tiền lời. Một lần nữa Lãng xin cảm ơn tất cả quý khách hàng của công ty Direct. Dạ, cảm ơn Lãng. Và thú vị vừa rồi là những lời chia sẻ của anh Lãng Nguyễn, chủ nhân của công ty Direct Furniture, cũng như là cái châm ngôn cũng như là phương châm của công ty Direct là mang hạnh phúc đến cho mọi nhà. Lần nữa Tú Nhi và anh Lãng Nguyễn rất là cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin kính chúc quý vị một ngày có nhiều bình an và hạnh phúc.